Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ thử nghiệm thả rơi iPad Pro mới toanh của Apple. Thứ này thật tuyệt vời, tôi không biết các bạn đã nghe qua chưa, nhưng đây là một con quái vật 13 inch với màn hình Retina cao nhất trong tất cả các thiết bị sử dụng iOS, lên đến 5,6 triệu pixel. Tôi muốn cho các bạn thấy toàn cảnh của chiếc iPad này ngay bây giờ. Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa khi vừa nhận được nó. Nó quá lớn so với bàn tay của tôi, cứ như là một cái màn hình máy tính vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thả rơi nó hai lần, nhưng lần này là ở độ cao 1,2m, không phải là 1,5m. Vì iPad này quá lớn, tôi sợ nó sẽ vỡ ngay lần đầu khi thả từ 1,5m. 1,2m nghe có vẻ hợp lý hơn cho thẳng đứng và úp mặt. Sẽ rất thú vị khi xem điều gì sẽ xảy ra. Và tôi tin rằng Apple chưa công bố loại kính nào được sử dụng cho màn hình của iPad này. Có thể là một series nào đó trong số Gorilla Glass, tôi không rõ nữa. Hãy đi thẳng đến thử nghiệm nào. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Bắt đầu với thả đứng từ 1,2m trong 3, 2, 1. Ok, bây giờ hãy lại gần và xem điều gì đã xảy ra nào. Nó văng ra khá xa vì nó khá lớn, nên tôi cũng phải để máy quay xa hơn. Hãy nhìn lại gần hơn chút nào. Có vẻ như màn hình không nứt và vỡ chỗ nào cả, nên chúng ta sẽ trở về mặt sau. Dù bạn tin hay không thì trông nó có vẻ vẫn là lặng. Có một vết trầy nhẹ ở đây nhưng rất nhỏ. Cạnh này mượt. Cạnh này cũng vậy. Cơ bản là mọi thứ đều hoạt động bình thường, nên chúng ta có thể nói nó đã vượt qua thử nghiệm thả đứng. Giờ thì chuyển qua úp mặt nào. Cuối cùng là thử nghiệm thả úp mặt trong 3, 2, 1. Ok, hãy nhìn xem nó ra sao nào. Rớt thẳng mặt xuống sàn. Không biết tôi sẽ mong chờ gì, nhưng tôi nghe có tiếng nứt rồi đó. Xem này mọi người, iPad Pro hoàn toàn nứt từ trái sang phải, mọi chỗ. Cơ bản chỉ là vết nứt vì cảm ứng vẫn hoạt động bình thường. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về độ nhạy của cảm ứng trên sản phẩm của Apple. Các sản phẩm khác thường đen màn hình, đơ hoặc là giật cảm ứng khi kính bị nứt. Nhưng sản phẩm của Apple thì chưa bao giờ. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, chỉ là toàn màn hình bị nứt. Bạn có thể thấy mặt sau hoàn toàn ổn. Vậy, đó là thử nghiệm rớt của iPad Pro. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Xin chào tạm biệt.